trong, và thông qua âm nhạc thì anh muốn kiến tạo với cuộc sống rất là đẹp. Và có thể nói rằng thứ âm nhạc của anh Tuấn chính là thanh xuân của người phụ nữ. Lo vì sao mà Menat và anh Tuấn đã chạm nhau trong con hành trình tìm được cái đẹp. Và cũng rất là xin lỗi các bạn vì tôi cũng hơi hồi hộp một chút. Tôi nghĩ mình sẽ nói rất chậm thôi để không nói sai. Khi người ta 20 mấy tuổi, người ta luôn luôn cố gắng nói nhanh bởi vì họ không sợ sai. Ở cái cột mốc 14 năm con đường âm nhạc của Tuấn, Tuấn vẫn luôn mong chờ những đã từng mong chờ những giải thưởng, sự công nhận của nhiều tiêu chí khác nhau đối với âm nhạc của mình. Thế nhưng tôi nghĩ là mình chính thức trưởng thành và bước sang một chặng đường mới thênh thang, không có điểm kết thúc, khi nhận ra rằng tất cả những giải thưởng đều không quan trọng bằng sự đồng hành. Bởi vì khi ấy thì sự hạnh phúc của một con người, trong đó cụ thể trường hợp này là Hà Anh Tuấn, sẽ không phụ thuộc vào bất cứ một tiêu chí vô hình hay một điểm đến không nhìn thấy được. Lời phát biểu của chị Hương, tổng giám đốc Menat, làm Tuấn rất là xúc động, và bởi vì Tuấn không có quen ai đấy khen mình rực rỡ như vậy. Đặc biệt là một người đẹp đại diện cho phái đẹp. Thế nhưng tôi nghĩ là Tuấn xứng đáng, bởi vì hơn ai hết Tuấn biết Tuấn đang làm gì và sẽ muốn làm gì. Và vì vậy sự đồng hành của Menat và trong thời khắc này và 3 năm tiếp theo, ít nhất là 3 năm, Tuấn xem đó là một cột mốc quan trọng trong vai trò người của công chúng của mình, và sau đó là âm nhạc đứng đằng sau tất cả những nguyên cớ, những cái duyên. Tuấn vẫn ngưỡng mộ văn hóa Nhật Bản, và tôi nghĩ là sau khi mà Covid-19 mà dịu xuống mà mình được bay đi đây đó, thì đất nước đầu tiên Tuấn xin visa sẽ là Nhật Bản. Tuấn yêu sự balance, sự cân bằng của mình, vì Tuấn biết để có sự cân bằng ấy thì văn hóa Nhật Bản luôn luôn tồn tại hai cực, hai nửa khác nhau. Thế nhưng mà trong cuộc đời này không ai trong chúng ta không có hai cực như thế trong tâm hồn của mình. Thế nhưng quan trọng là chúng ta tin rằng mình đang sống và làm điều đúng đắn. Và anh cũng tin rằng là tất cả những con người của Menat và tất cả các anh chị ngày hôm nay ngồi đây đang tin rằng mình đang làm đúng. Và chúng ta cùng nhìn về một cái hướng như thế. Và đó là lý do tại sao chúng ta gặp nhau ngày hôm nay và ngồi cùng với nhau. Ngày hôm qua Tuấn có nói chuyện với một người, một trong những người thầy của mình tại Hà Nội. Thì ông nói rằng là bản sắc của văn hóa dân tộc Việt Nam đó là ủng hộ điều đúng đắn, và sâu xa hơn đó là nó xuất phát từ lòng trắc ẩn, lương thiện của dân tộc. Tôi nghĩ điều ấy là điều mà văn hóa Nhật Bản và văn hóa Việt Nam rất gần nhau. Và vì vậy nên là Hà Anh Tuấn mới dám tự tin nói rằng mình xứng đáng khi là một sự lựa chọn của Menat. 60 năm của Menat Nhật Bản, 15 năm của Menat Việt Nam, và 14 năm con đường âm nhạc của Hà Anh Tuấn. Tôi nghĩ không có gì quý hơn thời gian. Thế nên là cái chuyện mà hát hay hay là hát không hay lắm thì nó không quan trọng. Mà quan trọng là chúng ta đã đi qua được bằng ấy thời gian, và hy vọng sẽ còn đồng hành với nhau lâu dài. Tôi chỉ muốn mọi người nhớ là ngày hôm nay là Tuấn rất là vinh dự. Và sau bằng ấy thời gian đi với âm nhạc thì chưa bao giờ Tuấn run như thế. Lâu lắm rồi Tuấn mới tìm lại những cái cảm giác run này. Thế nhưng mà nó rất là quý giá, bởi vì như vậy là tôi biết Tuấn còn cảm giác và cảm xúc cho tất cả những chặng đường âm nhạc sắp tới. Tôi chúc cho Menat Việt Nam luôn luôn bền vững, lâu dài. Và nếu được thì hãy Tuấn tự đồng hành cũng bền vững như thế. Micro để quý vị có thể đứng lên tại chỗ và đặt câu hỏi cho đại diện Menat Việt Nam cũng như là ca sĩ Hà Anh Tuấn ạ. Và xin được hỏi dưới khán phòng có ai có câu hỏi gì không?
Xin mời chị mặc áo trắng ở phía dãy ở bên tay trái của tôi ạ. Xin chào chị. Chị có thể đứng lên và giới thiệu một chút về mình cũng như là những câu hỏi và chia sẻ của chị dành cho buổi lễ ngày hôm nay. Chắc là không cần phải giới thiệu rồi, em hỏi thẳng luôn ạ. Ở đây em có hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là em muốn dành cho anh Hà Anh Tuấn. Thì vì sao anh lại đồng ý cái sự kết hợp lần này với Mai Ná? Và cái câu hỏi thứ hai thì em xin dành cho chị Hương. Đó là tiêu chí lựa chọn đại sứ thương hiệu. Hà Anh Tuấn không có giỏi và ảnh hưởng đến cái mức mà mình sẽ, tất nhiên là mình sẽ tìm những điều phù hợp. Thì những cái lời mời của Bernard là một cái vinh dự lớn. Tất nhiên là khi mà mình không biết làm đẹp mà mình được một cái thương hiệu về làm đẹp mời ấy, là mình phải chộp lấy ngay. Và do mình được đẹp lấy. Và rõ ràng là từ lúc làm việc với Bernard bây giờ anh Tuấn đẹp ra quá trời. Ôi ôi. Đẹp ra so với ngày xưa phải không? Có cũng đẹp ra. Anh Tuấn trân trọng nhất là tinh thần Nhật Bản và sự khiêm nhường. Toàn bộ những người mơ nát Hà Anh Tuấn đã từng được tiếp xúc thì từ hai anh chị cho đến tất cả các bạn nhân viên. Và khi mà mình tiếp xúc với những người khiêm nhường đó, mình chỉ không cách thôi mà mình khiêm nhường hơn. Và vô hình dung đó là một cái cách mà Hà Anh Tuấn tin rằng xã hội sẽ được vận hành tốt hơn. Và chúng ta sẽ giải quyết được một số vấn đề về ứng xử trong xã hội. Và vì vậy nên là tôi tin rằng với sự đồng hành của mình ở vai trò là đại diện hình ảnh của Bernard, vẫn sẽ có nhiều cơ hội lấy cái tiêu chí làm đẹp làm cái cớ để mình truyền tải những thông điệp khác qua âm nhạc của mình, qua nghệ thuật, và đóng góp một phần nào đấy công sức của mình vào việc làm cho xã hội Việt Nam tốt đẹp hơn. Tôi có một vài idea rồi, nhưng mà thôi, để làm xong rồi thì sẽ báo cáo với các anh chị bạn bè truyền thông. Nhưng mà một lần nữa, Hà Anh Tuấn yêu nước Nhật, yêu văn hóa Nhật, và vì vậy rất vinh dự được đồng hành với một thương hiệu lớn của Nhật là Bernard. Nhằm đến cái mức mà gần đây gặp một cái người bạn cũ cấp 3, nó hỏi phải là sao mày dạo này mày già thế. Thế nhưng mà chắc là Hà Anh Tuấn đang rất là tự tin là mình càng già mình sẽ càng đẹp. Không thật. Mình nhìn lại cái thời mình hai mấy tuổi, mình không thấy mình có một cái thần thái như bây giờ. Thần thái nó xuất phát từ cái sự biết ơn. Sự biết ơn tất cả những gì mà cuộc đời cho mình. Tất nhiên là cái năm hai mấy thì mình có một cái nét đẹp rất là trẻ trâu, rất là cần thiết. Thế nhưng bây giờ thì mình sẽ thuận theo tự nhiên hơn và tìm cách trả lại bớt những gì mình đã nhận được. Còn bí quyết ấy, thì thật lòng chia sẻ là khi bắt đầu làm việc với Bernard tặng quà để mình chăm sóc da cũng như là nhắc nhở rất khéo đó, thì mình mới bắt đầu tập dùng. Thế nhưng mà mình cũng dùng những cái gì rất nhanh, phải rất là nhanh. Mỗi buổi sáng trước khi ra đường thì mình thường cho mình maximum là 15 phút cho tất cả các khâu. Nhưng mà mình luôn luôn bước ra đường và tin rằng là ngày hôm nay tôi sẽ làm thêm một điều gì đấy mới, sáng tạo hơn cho chính bản thân mình để cảm thấy yêu đời, không bị chán nản. Và tôi đang làm một cái điều gì đấy ít nhất sẽ làm cho một ai đấy khác hạnh phúc hơn. Và luôn luôn anh bắt đầu một ngày mới của mình như thế. Thì có những ngày mình cũng không làm được như thế và mình trở về rất là buồn bã. Thế nhưng mình phải tin là mình luôn luôn có cơ hội là một ngày mai để làm những điều tốt đẹp hơn. Thế nên là sẽ trẻ mãi không già đấy. Đấy là bí quyết mà mình cũng thành yêu tính rồi. Cảm ơn ca sĩ Hà Anh Tuấn. Và tôi nghĩ là chia sẻ này nó cũng rất là đúng với một cái nghiên cứu khoa học tôi nhớ đã từng đọc ở đâu đó, là khi mà chúng ta cười thì chúng ta chỉ dùng đến khoảng 15 nhóm cơ trên khuôn mặt thôi, nhưng mà khi mà chúng ta cau có nhăn nhó thì sẽ phải là đâu đó 30 mấy 40 mấy nhóm cơ cơ. Vậy nên là ngoài việc thức dậy có tràn trề cảm hứng sống thì hãy luôn nhắc nhở bản thân mình là chúng ta sẽ cười nhiều hơn, đúng không ạ? Xin được cảm ơn câu hỏi của bạn và xin mời những câu hỏi tiếp theo. Có rất nhiều câu hỏi anh Tuấn sẽ phải bịa ra để trả lời.
Cái câu này thì Tuấn nhớ, tại vì Tuấn luôn luôn nói bạn bè mình có một cái ấn tượng mà Tuấn cứ hạnh phúc hoài, đó là đêm nhạc son năm ngoái ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Dạ, là mang tên chị đúng rồi, tên chủ đề là Hước. Tuấn hát có một mà trong những cái bài hát mà Tuấn biểu diễn có cái bài Người tình mùa đông. Thì khi mà mở màn chương trình thì mình thấy là cô hoa hậu thế giới là Ryomori múa biểu diễn rất là đẹp trên cái sân khấu lộng lẫy của son. Thì khi mình hát cái bài Người tình mùa đông, vừa hát thì mình nhìn xuống là cô, có nghĩa là cô múa xong cô vào thay đồ vội để cô xuống cô nghe đúng cái bài Người tình mùa đông và cô hát theo. Và trong lúc mình hát thì mình thấy là cũng hoa hậu cái có những người bạn bè xung quanh giải thích về cái bài hát đó. Bài hát một bài hát gốc là của Nhật. Tự nhiên mình thấy gần gũi và mình thấy rất là hạnh phúc. Trong lúc chạy chương trình là mình đã thấy là hoa hậu rất để ý đến cái bài này rồi, và có vẻ là chắc là thấy mình hát cũng được. Thế nên là mình cũng đẹp trai nữa. Không, đẹp so với cô mình thấp quá. Nhưng mà chắc mình hát hay và họ tìm được một cái điều rất là gần gũi và thân thuộc. Thế nên từ đó Tuấn phát hiện ra âm nhạc ấy, nó chỉ thành công khi nó tạo ra một cảm giác thân thuộc với người đối diện. Họ cảm thấy mình là bạn, là tri kỷ. Và vì vậy Tuấn nghĩ tri kỷ là đỉnh cao trong tất cả các mối quan hệ, kể cả cha mẹ với con cái, kể cả ruột thịt hoặc là những người bạn bè vào sinh ra tử. Tri kỷ là hình thái cao nhất của mối quan hệ giữa con người và con người. Và vì vậy từ cái kỷ niệm đó cho đến bây giờ ngồi đây với chị Hương và nghe những cái tâm sự của Mơn Hát về mình, tôi thấy là cứ bình tĩnh sống, cứ từ từ sống, rồi thì người ta, những người có duyên với nhau sẽ cùng ngồi xuống với nhau. Cảm ơn anh Hải rất là nhiều.